Mày đi làm gì? Mày đi làm gì? Tao mặc quần áo như này. Hả? Ra ngoài. Mày mày anh thôi. Ok, đi về đây, không được rồi, đây các bạn, đi về. Chào mọi người, mình là Fly, chào mừng các bạn đã trở lại video của mình. Thì hôm nay cũng là một buổi sáng sớm tiếp. Thì dạo này mình rất là chăm chỉ làm video cho các bạn xem. Thì hôm qua hay là hôm kia đấy mình không nhớ rõ nữa. Vì hôm đấy mình rất là bực anh Chín đổ tội, mình là đi làm gái. Còn có cả tin nhắn trong Zalo nữa. Thật sự các bạn là mình rất là nhiều người biết đến. Các bạn biết đến mình rất là nhiều. Sao mình phải đi làm gái thế được? Thì mình cũng tóm lại là nhưng cái đấy là mình cũng kiểu là cũng bỏ qua thôi. Nhưng mà anh Chiến này kiểu nói mình bảo mình đi làm gái, còn có tin nhắn bảo là tiền tiết này kia ấy. Mình thật sự các bạn là mình như nào đâu nữa, mình cũng không làm cái đấy được. Đấy, còn bây giờ mình cũng đang nghĩ mà trả thù anh Chiến rồi. Mình sẽ trả thù anh Chiến là bằng cách là mình sẽ làm gái ngành thật nha các bạn. Kiểu gái ngành luôn đấy. Kiểu alo anh đang ở đâu đấy, kiểu đấy. Chứ mà anh Chiến sẽ phản ứng thế nào? Nó chôn mình như thế thì đương nhiên mình phải chôn lại nó. Nó đổ oan cho mình, bảo mình dám đi làm gái này kia, tin nhắn tin nhiên. Mà điện thoại mình lúc đấy là, không, mình xem lại lúc đấy là rõ ràng là mình đi tắm. Lúc đấy làm gì mình nghịch điện thoại đâu, chỉ có nó vào đây nó nghịch thôi. Đấy, tự nhiên nó biết như thế. Mọi người vẫn bình thường với mình, chả ai bảo gì mình đấy. Thì trước khi vào video ấy thì mình cũng muốn nói cho các bạn biết một điều là hiện tại mình và anh Chiến đang làm sàn của WinFinex. WinFinex thì vốn là 2.500.000. Là bây bạn nào muốn vào sàn ấy thì cứ liên hệ qua Zalo 0977233222 cho mình nhá. Đấy thì anh Chiến sẽ tư vấn cho mọi người. Thì vốn càng nhiều thì lãi càng nhiều thôi. Mức vốn là 100 đô ấy thì lãi ngày 200-500.000. Đấy, cứ mọi người không phải làm gì cả, sẽ có tất cả các chuyên gia mọi người nó. Mọi người chỉ cần đánh theo chuyên gia thôi đấy. Nên là mọi người yên tâm là ngày có thể lãi đến 200-500.000 đấy, có thậm chí là hơn như thế mọi người ạ. Còn lại chuyên gia cho ăn như nào thì mọi người được như thế. Chứ bây giờ mình phải vào video cho các bạn xem chứ. Bây giờ anh Chiến ở dưới kia, mình sẽ nhờ anh Ngoan là like mình ra ngoài này. Thì mình sẽ đọc vào điện thoại. Alo, anh đang ở đâu đấy? Bây giờ mình lấy một cái túi mít. Đeo cho nó khác bọt tí. À, mình sẽ lấy túi này của mình đi. Không biết nó hợp với áo không, sẽ lấy túi này đi. Nhìn cho nó kiểu đúng là đang đi chơi ấy. Không hợp với áo mấy. Thôi kệ nó sao. Đấy, bây giờ mình thấy anh Chiến thích hoa trong dưới nhà này. Thì tí nữa anh Tuấn nhá, anh phải phải nhà anh quay trộn, quay lén nó xem nó như thế nào nhé. Ok. Đừng có lo lắng thì không, mình sớm. Thì sẽ nhìn thấy anh hoa lên đi. Kiểu gì? A few inches later. Mày con Thảo không biết là làm sao ấy đó. Nó tao vừa thấy nó gọi điện cho ai thằng nào ấy. Hôm qua nó tao bảo nó là tao chôn nó là làm gái, hóa ra hôm nay làm thật à? Đi mẹ. Giờ giờ thật đéo hiểu cái gì luôn đấy. Giờ anh phải đi theo nó xem nào. Nó đâu đi theo thằng nào chứ giờ. Nó bảo anh Hoa lừa ra là nó bảo là phòng cũ đi ảo vãi trưởng. Đúng rồi, mấy hôm nay em cái đấy nó kiểu ăn mặc sexy ấy, cái thứ ấy. Vừa ấy xuống mặc sexy xuống
nó đứng trước mặt tao, nó nói chuyện với thằng nào, nó bảo là phòng cũ mà lại bỏ tiền chuyển khoản cũng được. Nghe nó ấy quá. Hay tao này dịch bệnh nó không làm nó tiền, nó nghĩ ấy à? Ừ. Nghĩ quẩn đi làm gái nhỉ? Thì đừng đi chưa? Đi xa xa không có biết. Đang lấy phòng rồi. Đâu? Nó lấy phòng rồi, đấy. Đây lên nha, tay má. Lên thằng mấy? Nghỉ ngơi ở nhà nó. Anh đang xâm phạm cái gì tư của em đấy. Anh vừa bạn, nhưng mà em không tôn trọng anh. Em vừa nói chuyện với ai trong nhà, em bảo là
em đến em chỗ... nói chuyện với khách của em thôi. Khách nào đi làm gái hả? Khách hả? À? Em không đi làm gái, em ra chơi, em gặp khách của em thôi, khách hàng của em thôi. Khách hàng lớn tuổi rồi thì đương nhiên người ta mệt mỏi người ta mới lên đây. Khách hàng gì? Khách hàng mua dâm vào cho nhà nghỉ hả? Sao anh đánh em thế? Nói biết này, mày vừa phải thôi, mày để cái tiếng cho gia đình của mày. Gia đình gì á? Không, anh cũng biết rồi đấy. Anh bảo em đi làm gái thì em chấp nhận anh đi làm gái gì nữa. Và anh còn bơ ngơ quá hả? Anh phát hiện em đi làm gái thì bây giờ như nào? Nói thế mà không nói được. Mày nói kiểu gì mày ngang đấy, mày ngu ấy hả? Ngang gì? Hôm anh bảo em tất cả mọi người đều biết em làm gái thì thấy lạ mà hả? Xem ngu em đi làm này thì em có bị nhục à? Tiền không mua được tính tiếng đâu, ngu lắm. Em chả cần cái đất gì, em chỉ cần tiền thôi. Anh có nuôi được em không? Hay chỉ nuôi em ngày này qua ngày khác thôi? Anh nuôi em mãi phải sao không? Chả có gì mà anh không nuôi được. Đây chỉ lý do để em đi làm thôi. Lý do thì chả phải lý do, là anh không nuôi được em thì em đi làm thế thôi, để làm khác nuôi. Em biết cái nghề này, cái nghề gọi là bẩn thỉu nhất không? Hả? À? Dù bẩn thỉu em, đấy là đồng tiền em làm ra, em chẳng sợ gì hết. Anh ra ngoài đi, tí nữa khách em lên đây. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy chứ. Ra ngoài. Anh thôi. Con kia đi về đây, không đừng ở đây nữa. Đi về. Ra để không? Ra ngoài. Mày ra để biết không? Không về. Đi về đây, không tí tao đấm luôn khách của mày đấy. Hai anh đi ra ngoài, em tự tiếp khách của em. Tao gọi mẹ mày luôn này. Anh gọi đi. Đừng gọi cho mẹ em, đừng gọi cái gia đình của em. Mày nghĩ mẹ ấy là mày già rồi không? Mày suy nghĩ cho mẹ mày không? Chả suy nghĩ gì hết đấy anh. Hôm anh bảo em đi làm đấy thì hôm nay em chưa đi làm, hôm nay em bắt đầu em bảo nghề. Anh bảo mày là mày đi à? Anh chôn đi nhau à? Chôn đi nhau thì thế à? Em thích thì em đi làm, anh bảo thì em làm. Tôi bảo em đi về, đừng ở đây làm. Đi làm gì không? Đi về đây. Em không sợ dân làng người ta đồn lên à? Mình nghĩ cho bố mẹ à? Dân làng người ta biết bố mẹ cũng xấu hổ như nào? Tao thật sự đéo có lời gì để nói với mày đấy. Mày biết cái nghề là cái nghề bẩn thỉu nhất trên đời không? Hả? À? Bẩn thỉu nhưng không có chúng nó thì anh cũng không sống được đâu. Anh chả sao cả. Anh bây giờ anh đi mất bỏ ra tiền ra để anh nhìn thế cả. Không bỏ tiền, em thích chồng người này đấy được chưa? Anh chấp nhận đi chứ em, anh không nuôi được em đi làm thôi. Anh nuôi được mày thôi. Anh nuôi được mày. Anh không nuôi được em. Tao để cho mày thiếu tiền hả? Thế thế không? Tiền ăn thì không có các kiểu bây giờ. Tiền ăn thì không có bây giờ. Có mày em thích chồng mày người này. Mày nói cái câu gì sử dụng tao đấy? À? Em thích chồng người này, đi ra ngoài. Bố cho mày được cái mẹ. Thế để anh để nó lại đây làm gái à? Mày đi về đi. Em không về. Đi đâu mày? Mình nhục à? Loại mày. Mày chết, mày chết. Mày to rồi. Sợ quá. Anh Chín đánh bình luôn các bạn ơi. Thật ra là không có khách gì đâu nha. Thì cho anh Chín thôi, tí là người thật. Phải về xin lỗi tí và anh phải minh chứng với em đấy. Anh chịu. Rửa oan với em đấy, không phải em toang đấy. Ông đang thế tí, ông còn đánh cả anh. Mình biết kiểu gì, ông ấy cũng biết theo mình mà. Con này toang rồi các bạn ơi, cho mách mẹ mình rồi. Con này mình xong rồi, xong đời rồi. Thôi chắc bây giờ video mình là kết thúc rồi, bye bye mọi người nhé. Mình đi về định bợ ông đấy đây, không có toang đấy.